Rồi, chuyện mà anh em nuôi cá bằng không oxy thì bị ván nước và ván phèn là một vấn đề muôn thở. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách xử lý. Đây là ván nước do thức ăn dư thừa nè. Đó, còn đây chính là ván phèn do anh em sử dụng nước giếng. Thì chắc chắn anh em nuôi cá mà không oxy đều phải bị dính phải. Thì cách thứ nhất đó chính là sủi oxy. Nhưng mà thật chất với cái trại của mình mà với diện tích như vậy và số hồ như vậy thì bao nhiêu máy oxy mà cho đủ. Đó đúng không? Cho nên mình sẽ chia sẻ cho anh em cách thứ hai đó chính là anh em sử dụng một cái thanh vuông bằng xốp như vậy nè anh em cứ đặt nhẹ ở trên mặt nước lún xuống 1 cm và bắt đầu lùa anh em lùa nhẹ vô sát góc cho mình đó anh em lùa từ từ thôi thì nó sẽ dồn lại và tới sát góc anh em chỉ việc lật lên một cái là tất cả các ván nó sẽ dính vô ở trong cái cây xốp đó hết đó cho nên cái đó là xử lý ván phèn nha còn xử lý mà ván do thức ăn dư thừa thì anh em chỉ kiệt quăng rong bèo vô là nó đã xử lý còn phần còn lại thì anh em lùa cho mình nhẹ nhẹ nhưng mà nếu mà anh em nào dư rong bèo thì quăng vô nó xử lý sạch sẽ hết à thật chất không cần tới cái cây đó anh em nào có thấy hay thì có thể lưu video này lại khi nào mà mình nuôi bị ván thì có thể sử dụng khi cần và đặc biệt cách thứ ba nữa là mình thay nước thay toàn bộ nước hết luôn cho mình đó thì với cái hồ mà hai khối nước như vậy thay cũng hơi lâu á ngày thay hồ nó cũng ok lắm à còn đây, đây là HP Lu 9.000 đồng một em Mình đi dẫn đi cho anh em nha Còn trăm cặp, anh em nào nhanh tay thì còn Còn những anh em nào mà nuôi cá mà có vừa gặp vấn đề gì Có thể comment phía bên dưới những vấn đề của mình Mình sẽ chia sẻ cho anh em với sự hiểu biết của mình thôi nha Còn anh em nào hiểu biết sâu hơn thì mình xin thua Cảm ơn anh em rất nhiều